Vâng, cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 6 tháng 7 năm 2020. Và trước màn này nhỏ quý vị đây, hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế phòng khách chất liệu gỗ gụ có kích thước là 2m17 thuộc hàng đạn. Thì bộ sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn hàng của anh Hồng ở tại thành phố Việt Trì. Và trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi quay lại video clip để gửi lại cho anh cũng như là xem trước cái bộ sản phẩm của mình, cũng như là gửi giới thiệu đến mọi người, những ai đang quan tâm đến ghế Trường Kỷ thì có thể tham khảo clip này. Đây là mẫu ghế làm theo đục theo lối tích Tam Quốc, vách đục thủng Tổ Ong. Đi vào đường nét chi tiết hơn. Để trước mặt quý vị đây là hình ảnh chiếc ghế dài thứ nhất đây. Có kích thước là 2m17 và sâu là phần diện tích sử dụng là 50. Phần ván mặt này là ván mặt liền tấm một lá quý vị nhé, một tấm gỗ gụ. Phần vách là chúng tôi là đục tích Tổ Ong, lọng thủng tích Tam Quốc. Hàng đã hoàn thiện BU rất là sắc nét. Đây còn là ống tay đây, rất là dày dặn. Và toàn bộ đầu tay chúng tôi là đục xoắn ốc hết, đầu tay đục xoắn ốc hết. Phần mộng mạng cũng như là hàng ngang thì là cực kỳ là sắc nét vậy nhá. Và gỗ gụ chúng tôi là chọn lọc gỗ rất là đẹp, không có vết vát gì cả, gỗ rất là đẹp, hàng ngang sắc nét cũng như là phần đục chạm cực kỳ là tinh xảo. Phần yếm đây, phía bên này là phần bàn tíu. Thì phần bàn tíu này thì có kích thước là dài 1m27 và bề ngang là 57 quý vị. Ngoài ra thì còn có thêm một chiếc đôn phích nữa, anh đặt thêm một chiếc đôn phích nữa. Đây là hình ảnh chiếc tíu. Phần dưới là có sàn, sàn ở chân. Đây là phần ván mặt liền tấm một lá, chất liệu gỗ gụ quý vị nhé, rất là dày dặn, hàng cực kỳ là dày dặn. Đây, chiếc ghế thứ hai đây. Hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày 6 tháng 7 năm 2020. Ngoài ra phía trong này anh còn có một chiếc đôi lộc bình bằng chất liệu gỗ xà cừ, kích thước là 1m6 nữa. Và cũng được chúng tôi phun màu giống màu gỗ gụ. Đây, hình ảnh tổng thể cái bộ sản phẩm này. Cũng như là hiện tại chiếc xe chúng tôi đang chuẩn bị để bốc xếp bộ sản phẩm này bàn giao cho khách hàng đây. Quý vị mọi người có nhu cầu quan tâm hoặc tham khảo những cái mẫu bàn ghế nội thất phòng khách như vậy thì có thể liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại trên màn hình đây là 0987 510 806. Website là dogotung8.com. Quý vị có thể truy cập vào website để có thể xem thêm những bộ sản phẩm khác của chúng tôi. Nội thất phòng khách, phòng thờ rất là nhiều, đa dạng mẫu mã chúng tôi đăng tải tại website. Video thì tại tôi quay để trước cổng rồi. Rồi xin chào mọi người nhé, và tôi xin dừng clip ở đây để chuẩn bị bốc xếp cũng như là bàn giao bộ sản phẩm này cho khách hàng. Mọi người quan tâm hãy bấm đăng ký kênh của tôi theo dõi những cái bộ sản phẩm mới nhất. Rồi, xin chào mọi người.